Rồi đầu tiên tôi sẽ nói về tổng quan về cái trang quản trị của cái website thời trang này trước ha. Tổng quan để mình quản trị được website này, cái điều quan trọng mình phải có cần là phải có cái username và password của trang quản trị và cái đường dẫn để vô nó. Thì đường dẫn để vô nó là mình phải gõ thêm một dấu suyệt cái nữa là wp-admin, enter một cái thì dẫn vô cái phần login nè, dẫn vô cái phần giống vậy. Rồi sau đó mình đăng nhập bằng cái tài khoản. Lúc mình cài cái website đó mình có tạo được mật khẩu đăng nhập vô để mình vô, hoặc là cái người quản trị web, người tạo ra website này cung cấp cho mình để mình có được mật khẩu này, rồi cho mình đăng nhập vô. Thì mình vô đây, cái trang này gọi là cái trang quản trị website. Nó khác với cái trang hiển thị bên ngoài, mình có hai trang ha. Cái trang này á, là người dùng họ vô, họ mua hàng, họ xem thông tin của website của mình sắp xếp như thế nào, có bao nhiêu họ xem, bấy nhiêu hình như thế nào xem. Còn bên đây là mình tạo ra những cái thông tin để mình đưa ra bên ngoài, là trang quản trị. Nó có hai trang, trang quản trị và trang người dùng. Trang người dùng chỉ xem, không có sửa chữa gì hết, copy được nha. Còn trang admin thì mình có quyền tạo ra các sản phẩm, tạo ra hình ảnh, tạo ra các slider để đưa ra ngoài, thay đổi logo, màu sắc các kiểu, được chưa? Rồi thì ở đây nó có là một bài viết là quản lý về các bài viết trên website. Bài viết đây có 4 bài. Đây bài viết này nó nằm ở mục nào? Bài viết đối với website tin tức thì bài viết sẽ nằm ở mục, ở đây nó có một dưới cùng đây, bài viết tin tức, bài viết đây. Thì khi mình đăng trong một bài viết thì nó hiện bài viết nào mới nhất sẽ chui ra chỗ tin tức bài viết này ở đây nha, chui đây. Đây là hoặc là nó nằm trong cái mục tin tức, là phân sẵn của mình một tin tức ở đây. Tin tức ở đây nó chưa có ra nè, nó bị chưa ra, nó là tính sao đây đó. Nghĩa là đăng nó sẽ chui ở đây nè. Đó, được chưa? Rồi. Rồi tiếp theo là mình sẽ tìm hiểu tiếp là cái phần chuyên mục nghĩa là cái tin tức này mình có thể phân ra làm nhiều mục. Ví dụ là tin tức về đây nó phân có một mục thôi, tin tức là mình sẽ phân ra nhiều mục, ví dụ là tin tức về công nghệ, tin tức về xã hội vân vân. Nếu mà một website mình phải tin tức mình phân ra, còn đây website bán hàng chỉ có một cái mục tin tức thôi, nó đơn giản, được chưa? Phần thứ hai là các trang. Các trang ở đây là quản lý những cái trang, giống như đây mình có trang chủ, giới thiệu sản phẩm vân vân. Đây là những cái trang này đó, đây những trang đó là trang đó. Đây mình có là trang chủ để chữ trang chủ. Cái trang này nhiệm vụ của nó là trang chủ, cái trang khi mà vô website đó là trang đầu tiên, trang chủ là cái trang này ha. Ở trang giới thiệu đó, trang giới thiệu trang này, giới thiệu đây đó. Ta viết gì đây? Đây trang giới thiệu. Đây, người ta đây có viết nội dung ở đây. Đó. À. Cái thứ hai là phần phản hồi. Tiếp theo là cái phần phản hồi. Phản hồi nghĩa là những cái mà người ta comment, người ta đánh giá trên website nha. Đó. Cái tiếp theo là blog và liên hệ. Là danh sách cái form. Ở đây mình có là form đăng ký nhận khuyến mãi và form liên hệ. Thì cái form nghĩa là những cái ô người ta nhập vô, người dùng nhập vô gửi cho mình nha, gửi cho mình. Đây đây có form liên hệ nè. Form liên hệ ở đây thì có một cái form là đây khi họ nhập vô, bấm bụp cái thì mình sẽ email mình nhận lên. Cái này là thiết kế ra cái form, nhiệm vụ nó thiết kế ra form liên hệ nè. Nhiệm vụ nó thiết kế ra cái form cấu hình email, nghĩa là khi người ta nhập cái thông tin liên hệ đó sẽ gửi vô mail nào, mình sẽ set up ở đây đó. Hiểu chưa? Đó là cái form. Rồi cái phần tiếp theo là cái phần là về WooCommerce. WooCommerce là một cái phần để mà quản lý về đơn hàng, khách người ta mua hàng, người ta đặt hàng trên đây thì sẽ nằm trong cái phần đây, WooCommerce đơn hàng đây, và các thiết lập về bán hàng. WooCommerce là các thiết lập về bán hàng nha. Rồi tiếp theo là phần sản phẩm. Website này chuyên về shopping cho nên phần sản phẩm là nó tập trung nhiều nhất. Đó. Thì phần sản phẩm ở đây nó có là phần danh mục và phần sản phẩm. Danh mục ở đây có rất là nhiều danh mục, ở đây có gồm 3 trang nè, thấy không? Mình muốn mở rộng ra thì mình tùy chọn hiển thị cho nó là 100. Rồi cho nó hiện ra nhiều cho mình dễ coi thôi. Thì đây mình có rất là nhiều này nè. Cái nào á, cái nào không có dấu gạch á là chính, là cha. Còn cái nào mà có dấu gạch vô một gạch á là cấp con của cái trên đó. Đó, con đúng không? Đây đây đồng hồ và con phụ kiện hot. Đó, con. Ở bên đây nó có để là lượt nè. 3 nghĩa là khuyến mãi shop có 3 sản phẩm và ba lô túi sách có 4 sản phẩm, bán chạy nhất tuần có 8 sản phẩm. Mình có thể xem à. Xem đây thì mình sẽ thấy là bán chạy nhất tuần thì có bao nhiêu sản phẩm đây. Đó. Đó. Nó dùng vậy. Đó, đó mình xem mình hiểu. Rồi vô đây mình có thể sửa lại hoặc là thể xóa đi để mình tạo mới hình cái của mình. Đây mình có thể là delete đi đi, chọn hết tất cả nè. Xóa đi để mình tạo mới những cái trên một sản phẩm mình sau này mình khi mình chuẩn bị xong mình vô tạo mới lại cái trên mục của mình. Được chưa? Tiếp theo là tới phần là giao diện. Giao diện thì đây nó có một cái phần menu. Menu. Menu ở đây nó sẽ có là cho mình là như menu danh mục sản phẩm. Danh mục sản phẩm chính là cái này. Đây, menu danh mục sản phẩm đây. Đây là menu. Nghĩa là menu chính là những cái là liên kết đến những cái chức năng trong website, liên kết đến này danh mục sản phẩm, liên kết vô cái danh mục sản phẩm trong cái phần quản lý sản phẩm của mình. Đây. Đó, thì đây mình có menu đây. Đó, nó thụt ra thụt vô nghĩa là phân cấp. Ở hai menu thứ hai là menu main menu. Bấm chọn nó. Main menu nghĩa là đây là trang chủ giới thiệu sản phẩm. Đây, cũng có liên kết luôn. Menu đây là liên kết vô các bay. Hồi nãy mình trang chủ giới thiệu sản phẩm để là chính là các bay, nhưng mà menu nó để liên kết vô các bay đó. Đó. À. Rồi, nó nằm ở một cái menu. Rồi. Top 3. Top 3 chính là cái nào? Top 3 chính là cái này. Nè, top 3. À. Top 3. Top 3 là cũng có liên kết vô tài khoản, sản phẩm, hệ thống cửa hàng á, liên kết vô. Top 3. À. Rồi tiếp theo cái phần thành viên và quản lý các thành viên. Đó, đây. À. Rồi tiếp theo là phần duplicator chính là phần để mà backup solo website nha. Đó, mình có những cái phần bây giờ mình cần quan tâm. Đó. Rồi thì xem trang nè. Ở đây cái logic ở đây là như thế này. Ví dụ giờ muốn sửa một cái gì đó, ví dụ ở đây mà tôi thấy cái phần tôi thấy cái hình này đây, tôi muốn sửa cái hình này đây thì tôi đăng nhập vào trang quản trị, tôi muốn sửa nó, tôi đăng nhập trang quản trị rồi sẽ thêm một cái thanh màu đen trên này, thấy không? Đây sửa trang, edit unit builder. Đó, rồi sau đó đây hình này đúng không? Tôi chuột vô đây. Rồi thì mua tấm hình này, rồi đổi là tấm hình khác. Dù hình đây mình up tấm hình này lên đi. Đây đâu có tấm hình nào đâu. Cái top đây tôi có một tấm hình nào đó đi, thí dụ như là Hyundai đi, tôi đổi tấm hình Hyundai đi. Ví dụ tôi đổi tấm hình đây đi. Rồi là đây, ví dụ nha. Tôi đổi cái này đi, ví dụ nha. Rồi đổi lên. Rồi tấm hình này lên đây. Đổi lên đây. Hình không phù hợp kích thước cho nên nó mới nhảy nè. Đúng không? Đó thì mình phải nhập kích thước chiều cao ở đây cho nó là 500 này. Fix lại chiều cao nè. Tại vì cái hình mình không có làm tấm hình cho nên kích thước của mình nó không đúng. Mình đúng hình mình bỏ lên đúng kích thước là lên có sai xấu liền, cho nên trước khi làm tôi kêu bạn chuẩn bị kích thước cho đúng là như thế này. Đó mà không chuẩn bị đúng kích thước cho nên nó sẽ bị lỗi như thế. Đó. Kích thước là phải đúng như thế. Mình chuẩn bị không đúng kích thước là lên nó sẽ bị không vừa cái khung, nó sẽ bị đẩy mấy chỗ khác đi. Đó cho nên mình phải sửa. Rồi tiếp theo mình muốn sửa gì đó, sửa hình này, đắp đôi chuột vô đây, remove và thay thành hình khác. Rồi, đắp đôi chuột vào đây, remove và thay thành khác đúng như kích thước này như thế nào mình lấy đúng như kích thước này như vậy. Đây cũng vậy, remove mà đổi đây vậy như vậy, rồi đổi tấm hình như thế. Đó. Tương tự mấy chỗ khác mình cũng đổi giống như thế. Ví dụ như là phần giới thiệu mình muốn thay đổi chữ này thành chữ khác, ok, sửa trang, bấm sửa trang. Đó, rồi ở đây mình viết lại cái bài ở đây, viết ở đây, viết gì đây, và mình cập nhật ở dưới cho mình. Đó, vậy thôi. Đó là cái logic mình hiểu là muốn sửa cái chỗ nào đó, giờ là thấy đây có nút sửa trang là sửa được hết. Đó, muốn sửa gì đó mình sửa, dù muốn sửa phần chính sách đại lý đi, đây sửa thì là bấm sửa trang, đây là ok sửa thôi. Muốn sửa phần tuyển dụng, ok bấm sửa trang vô sửa thôi, vậy thôi. Đó là như thế là cái cách mình để hiểu cái tổng quan về cái cách những cái thành phần chính trên website là có cái gì, sửa như thế nào, logic nó sửa như thế nào ha. Đó. Rồi tiếp theo buổi sau mình sẽ học ở chi tiết thay banner như thế nào, rồi thay hình này như thế nào, rồi đăng sản phẩm như thế nào ha.